Đảng Việt Nam bây giờ đang ở đâu, gặp vấn đề gì và Việt Nam mới làm gì. Trong 30 năm qua, đúng hơn là 25 năm qua, khi Việt Nam thực sự đi theo con đường kinh tế thị trường và mở cửa, Việt Nam đã có ba cái bước chuyển người ta gọi là có ý nghĩa nhất. Thứ nhất, từ một đất nước rất nghèo, đầu những năm 90, 60% người Việt Nam sống dưới mức nghèo khổ. Việt Nam bây giờ đã trở thành một nước thu nhập trung bình với số người nghèo khổ chiếm dưới 5% dân số. Hơn thế nữa, tại tất cả các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, khoảng đâu đó một nửa số hộ gia đình là thuộc vào tầng lớp trung lưu. Anh Hưng ở đây là trung lưu, còn tôi thì chưa phải. Cái chuyển biến thứ hai, Việt Nam từ một đất nước dựa cơ bản vào sản xuất nông nghiệp, chiếm hơn 50% GDP của Việt Nam đầu những năm 90, thì bây giờ Việt Nam là một đất nước định hướng công nghiệp và dịch vụ mạnh mẽ. Công nghiệp và dịch vụ Việt Nam hiện nay chiếm hơn 80% GDP của Việt Nam. Cái thứ ba, Việt Nam từ một nền kinh tế đóng cửa, Việt Nam hiện nay trở thành một trong những nền kinh tế đang phát triển mở cửa nhất thế giới. Xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam nếu mà cộng lại, chưa kể xuất nhập khẩu dịch vụ, chỉ hàng hóa thôi, bằng 160% GDP của Việt Nam, có lẽ hơn nước Đức, xét theo tỷ lệ. FDI hiện nay đã đóng góp trên 50% sản lượng công nghiệp của Việt Nam, trên 20% GDP của Việt Nam, 3-4 triệu lao động trực tiếp và 7-8 triệu lao động gián tiếp, 65% xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Có thể nói khu vực FDI đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam, gắn bó với thành công đi lên của kinh tế Việt Nam. Thì đấy là ba cái chuyển biến mà Việt Nam đã có được ngày hôm nay. Nhưng Việt Nam cũng thừa nhận Việt Nam không phải là một nền kinh tế quá xuất sắc, có nhiều thành tựu nhưng không phải quá xuất sắc. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Tăng trưởng kinh tế đang chững lại, năng suất lao động có nguy cơ giảm. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu là vốn và lao động sáng tạo, đóng góp cho tăng trưởng vô cùng thấp. Việt Nam tham gia rất sâu vào nền kinh tế thế giới với một mức độ mở cửa rất cao, nhưng mà giá trị gia tăng của Việt Nam tạo ra rất thấp. Lấy ví dụ, năm ngoái Việt Nam xuất khẩu 27 tỷ đô la dệt may, thì giá trị gia tăng của Việt Nam chỉ chiếm có 15% trong 27 tỷ xuất khẩu, rất thấp. Một cái nữa, Việt Nam có rất nhiều thành tựu về mặt xã hội, thế nhưng mà khoảng cách giàu nghèo đang rất lớn. Để cứ nhìn anh Hưng với tôi là thấy qua ngay khoảng cách giàu nghèo. Nói vui anh Hưng. Một cái nữa là Việt Nam cũng đã phải trả giá rất cao cho môi trường để có tăng trưởng tốt. Tình trạng ô nhiễm của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh chưa đến mức như Bắc Kinh. Không ai muốn sống ở Bắc Kinh nào bây giờ. Thế nhưng mà rất ô nhiễm, cho nên Việt Nam không thể tiếp tục con đường đánh đổi tăng trưởng lấy cái sự suy thoái môi trường. Thì đấy là những vấn đề thách thức, và đằng sau ẩn chứa cái thách thức ấy là chi phí giao dịch cho doanh nghiệp ở Việt Nam còn khá cao, giao thông, tham nhũng, quan liêu, méo mó thị trường đất đai, vốn, lao động, có tất cả những vấn đề mà một nước đang phát triển đang phải vấp phải. Việt Nam muốn làm gì? Tất nhiên Việt Nam không chỉ muốn sống, mà Việt Nam muốn phát triển. Và câu của nguyên thủ tướng Việt Nam có một câu rất hay: đã đến lúc người Việt chúng tôi không chỉ nghĩ là đi theo thế giới, mà chúng tôi cố gắng sẽ đi cùng với thế giới, đi cùng với thời đại. Và muốn như vậy thì trong cái báo cáo tầm nhìn Việt Nam 2035, tức là 20 năm tới, hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, sáng tạo, dân chủ và bền vững, Việt Nam đặt ra 6 vấn đề phải giải quyết. Số 1 là cải cách thể chế. Một thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, đáp ứng những thông lệ tốt nhất của thế giới. Một nhà nước minh bạch, chuyên nghiệp và có tính giải trình cao.
đó là hai cái trụ cột của cải cách thể chế của Việt Nam. Và đây là nền tảng cơ bản nhất cho sự phát triển của Việt Nam. Cái thứ hai là tăng cường năng lực cho khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam. Coi đây là một trong động lực hiện đại hóa của Việt Nam, tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Cái thứ ba là Việt Nam sẽ xây dựng một cái hệ thống an sinh xã hội, không chỉ hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và thích ứng với một xã hội trung lưu, một xã hội mà dân số 20 năm tới có thể bắt đầu già, có thể chưa phải già hóa như dân số ở Đức. Cái thứ tư tức là một cái tăng trưởng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng phải nói Việt Nam là một trong năm nước trên thế giới sẽ chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Có rất nhiều người nói tôi thì không tin, thì tôi đã chết rồi. 20 năm, 50 năm nữa, 20% đất của Việt Nam sẽ dưới mực nước biển. Đấy là do tác động của biến đổi khí hậu. Và cái thứ năm, tức là Việt Nam sẽ là một đất nước sáng tạo hơn. Không chỉ sức lao động, không chỉ tiền, vốn, Việt Nam sẽ bắt đầu đưa nhiều công nghệ, nhiều ý tưởng sáng tạo vào trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Và cái cuối cùng là đô thị hóa, di cư và không gian sống cho người Việt, đặc biệt là cải cách cái thành phố Hà Nội, hai cái mega city thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trên 35% dân số là không có hộ khẩu thường trú, và thành phố Hồ Chí Minh là trên 10 triệu dân, thành phố Hà Nội là trên 8 triệu dân. Giải quyết hai thành phố này là một trong những đòi hỏi rất là cấp bách. Thì đấy là cái tầm nhìn 2035. Câu hỏi thứ hai mà tôi rất muốn chia sẻ là tại sao lại là Việt Nam? Tại sao Việt Nam là một đất nước rất đáng quan tâm? Rất nhiều người nói mà chúng ta đã nghe vừa rồi, Việt Nam là ở một khu vực rất năng động. Thì điều ấy là trời ban cho Việt Nam cái may mắn này. Khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng có thể chậm lại đôi chút, nhưng vẫn sẽ là khu vực năng động nhất của thế kỷ 21. Thứ hai là cũng người nói là Việt Nam là dân số rất trẻ, 60% dưới tuổi 35. Ở Việt Nam mà tôi quá già để kinh doanh, nhưng mà quá trẻ để làm chính khách. Việt Nam dân số rất trẻ, chi phí tương đối rẻ. Việt Nam hiện nay cũng được các nhà đầu tư, trong đó các nhà đầu tư Đức, nhìn nhận theo cái chiến lược là Trung Quốc cộng một. Trung Quốc đang cải tổ và họ có ý đồ có thể rời khỏi Trung Quốc, thì số một ấy phải chăng đấy là Việt Nam? Nhưng cái quan trọng nhất không phải là những điều đó. Cái quan trọng nhất mà Việt Nam cần quan tâm là con đường cải cách của Việt Nam là con đường không thể đảo ngược. Dù có thể các nhà chính sách Việt Nam có cách nhìn nhận về cải cách, về tốc độ, về phạm vi cải cách khác nhau, nhưng khác với Mỹ, hỏi ai thích Donald Trump hay là Clinton thì có thể 50-50. Thế nhưng ở Việt Nam hỏi ai ủng hộ cải cách, 99% dân Việt Nam sẽ ủng hộ cải cách. Không ai có thể đảo ngược con đường này. Chắc chắn là như vậy, rất nhiều survey là như vậy. Vì cải cách đem lại lợi ích cho mọi người. Và Việt Nam có được ngày hôm nay, dù chưa nhanh lắm, cũng nhờ cải cách. Tôi cho cải cách là cái quan trọng nhất. Thế nhưng mà hôm nay tôi muốn nói 3 điểm, vì sao lại là Việt Nam khác, mới. Cái điểm thứ nhất, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế chuyển đổi, vẫn là một nền kinh tế mới nổi. Một paradox, một nghịch lý, EU và Hoa Kỳ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nhưng lại chấp nhận Việt Nam chơi hai cái hiệp định thương mại tự do có tính thị trường và chất lượng cao nhất từ trước đến nay trên thế giới. Đó là Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Với EU, nghịch lý đó. Cái nghịch lý ấy nó nói gì? Việt Nam có thể chưa hẳn là một miền đất hứa, nhưng Việt Nam là miền đất còn đầy những khoảng trống để khai thác. Vì đó là nền kinh tế đang phát triển, nền kinh tế đang thay đổi với tất cả những lợi thế của nó. Đó. Nguyên Phó Thủ tướng Việt Nam có dùng một từ nói với các bạn trẻ Việt Nam học ở nước ngoài. Vì sao các bạn lại về Việt Nam? Vì Việt Nam vẫn là mảnh đất còn rất nhiều hoang dã để khai thác. Thì đấy là điểm đầu tiên. Mà khai phá nó lại được một cái đất nước mà cam kết cải cách.
và cũng không có con đường nào khác là không tiếp tục cải cách. Thì đấy là một cái lý do rất quan trọng. Cái lý do thứ hai mà rất ít người hay nói, điểm mạnh của nước Đức chính là điểm yếu của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều điểm yếu, và chính điểm yếu ấy là cơ hội cho điểm mạnh của nước Đức. Việt Nam yếu về thể chế, thì là đấy là cơ hội cho nước Đức hợp tác và đầu tư để hoàn thiện cái thể chế của Việt Nam, pháp lý, môi trường kinh doanh. Và rất ít các bạn Đức ở đây biết một điều, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương của chúng tôi, CLM, 20 năm nay đã đồng hành với nước Đức. GTZ và GIZ đã hỗ trợ viện chúng tôi về cải cách, xây dựng chính sách, hoạch định chính sách của Việt Nam. Tức là nước Đức gắn với Việt Nam không chỉ là đầu tư thương mại, mà là giúp Việt Nam vào quá trình cải cách 20 năm nay và gắn bó với viện chúng tôi. Và cái điểm yếu thể chế ấy là chỗ hợp tác và chỗ cũng là đầu tư của nước Đức. Điểm yếu thứ hai của Việt Nam là gì? Nguồn nhân lực thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu năng lực, thiếu kỹ năng. Nước Đức là một nước phát triển rất trình độ về giáo dục và đào tạo, thì đấy là cơ hội cho nước Đức đầu tư hợp tác. Cái thứ ba, điểm yếu của Việt Nam là kết cấu hạ tầng và năng lượng. Nước Đức rất mạnh về kết cấu hạ tầng và năng lượng. Việt Nam chỉ mơ có được một hệ thống xe lửa như nước Đức, thì đấy là điểm mạnh của nước Đức, thì đấy là cơ hội. Cho nên cơ hội của nước Đức hay là các điểm yếu của Việt Nam chính là điểm mạnh của nước Đức và cơ hội của nước Đức. Và điểm cuối cùng, Việt Nam hiện nay tham gia như ông Sơn nói 15 cái hiệp định FTA, thương mại tự do. Đấy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tất cả các bạn ở đây, nếu các bạn đầu tư ở Việt Nam, các bạn làm ăn với Việt Nam, không chỉ các bạn tận dụng lợi thế so sánh của Việt Nam, lao động giá rẻ, tương đối rẻ, không chỉ là tận dụng cái điểm yếu của Việt Nam như tôi nói, mà các bạn chơi với Việt Nam là các bạn chơi với thế giới, chơi với tất cả thế giới bằng những cái hiệp định thông thoáng, đó là các hiệp định thương mại tự do. 15 cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết bao trùm tất cả các thị trường lớn nhất trên thế giới: EU, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Trung Quốc, ASEAN. Riêng ASEAN cộng 6 thôi, 2 tỷ trên dưới 3 tỷ dân. TPP 850 triệu, ASEAN 650 triệu, đó. EU 400 triệu. Đó là một cái lực lượng tiêu dùng rất đông đảo. Và hơn thế nữa, với các mạng sản xuất, với các chuỗi cung ứng giá trị trên thế giới hiện nay, các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn. Mặc dù nói là đầu tư vào thương mại Việt Nam, nhưng là với tất cả các nhà đầu tư, tất cả các mạng sản xuất và chuỗi giá trị có ý nghĩa nhất và lớn nhất trên toàn cầu, thì đấy chính là Việt Nam, đấy là hấp. Và cuối cùng, tôi rất tin tưởng là Việt Nam và Đức thành công trong cái quan hệ đối tác với ba cái lý do rất cơ bản. Lý do thứ nhất là có ý chí chính trị. Việt Nam và Đức đã là một đối tác chiến lược. Cái thứ hai, Việt Nam và Đức có một cái mối quan hệ, và cái quan hệ làm ăn ấy bây giờ được hun đúc bởi doanh nghiệp Đức, doanh nghiệp Việt, người Việt Nam và Đức, người Việt Nam nói tiếng Đức của Việt Nam. Và cái quan trọng nhất, cái quan hệ Việt Nam-Đức là quan hệ hai bên cùng thắng, win-win game, hai bên cùng có lợi. Thế mà với hai cùng có lợi thì không có cái lý gì mà chúng ta không gắn bó, không chơi. Và cái điều tôi chúc cho cái quan hệ của hai nước, đó là một quan hệ chơi thật, nói thật và sẽ làm thật. Tôi xin kết thúc ở đây.